Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Thưa quý vị, sáng nay đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Mai Văn Long, thường trú tại thôn Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác theo dõi, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 12 tháng 6, tại khu vực đèo Bren, đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Mai Văn Long, sinh năm 1984, thường trú tại thôn Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, có hành vi tàng trữ trong người 5 gói heroin dạng bột. Bước đầu, đối tượng Long khai nhận số ma túy này được mua lại từ một người khác đem về sử dụng, đồng thời bán lại cho các con nghiện có nhu cầu. Được biết, Long là đối tượng nghiện hút lâu năm, hiện đang được điều trị bệnh methanol tại Trung tâm Phòng chống HIVS Lâm Đồng. Đã có một tiền án về tội trộm cắp, bị Tòa án Nhân dân huyện Lâm Hà xử phạt 15 tháng tù giam, vừa mới hết hạn tù. Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Đà Lạt điều tra mở rộng.